đâu, cái lương đâu? Ôi mọi người ơi, đây mọi người, đây cái đường chuột nha mọi người ơi, đường chuột đấy, mời cho con chuột nha mọi người. Đây mọi người, ngon chưa? Chẳng đã mà ghen luôn. Xe mà sang mai có dung nhé mọi người. Bắt đầu đi bên kia nữa. Bên này mấy con. Chỗ này là một con. Chuột hay phá lúa nhé mọi người thấy chưa? Chuột đã ăn hết luôn mọi người ơi. Đây. Chuột ăn hết lúa luôn mọi người. Ăn xung quanh bờ đấy. Giờ mình đặt bẫy nha mọi người. Mình bẫy chuột, vớt bẫy chuột cả con dao luôn kìa. Càn dao mọi người, đây ong đốt này. Mọi người thấy chưa? Ong đốt sưng cái mặt luôn, chết. Đặt chữ khác cho mọi người. Đặt chữ khác. Nó ăn mì mọi người. Ui ôi, cái đường nó này. Ê, nó ăn mọi người ơi. Đây mọi người này. Mọi người thấy chưa? Nó ăn này. Đây này, cái lỗ của nó đây mọi người ơi. Mì to thế nhỉ? Đây cái lỗ của nó đây mọi người ơi. Đây, mọi người thấy chưa? Nó ăn nó bới, mà cụ mì to nhỉ. Ui. Cụ mì to thế. Ơi. Ơi, rau mì lỡ luôn này. To thế nhỉ? Chuột ăn to quá. Đây này, mọi người ơi. Cái đường chuột đi này. Đường chuột đi này. Ui, nhiều quá. Đây. Đặt. Cái này bây giờ đặt chỗ này nhé mọi người. Đây. Nó có ngã tư nhé mọi người. Đây. Đây từ bên này nó sang nhé mọi người. Đây. Từ nó sang. Đây. Đường ngõ đây gọn luôn. Như người ta đi xe máy luôn mọi người ơi. Đây. Đây. Đặt chỗ này một cái nhé mọi người. Sáng mai thì mình xem thử cho mọi người. Đây. Để đi đặt cái chỗ khác. Kiếm cái đường nữa đi. Ôi đây này. Mình. Ôi. Đây mọi người ơi, nó ăn mì luôn mọi người. Chắc ăn hết mì mình rồi mọi người ơi. Đây. Ừ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bữa này sao lắm chuột thế anh biết. Ôi trời ơi. Đây mọi người ơi. Ăn chuột quá. Đây, đặt đây cái này. Đây. Ba cái nha mọi người. Ba cái rồi. Giờ đi đặt chỗ khác. Còn ba cái nữa. Ui trời ơi mọi người ơi. Người thấy cái đường chuột mọi người ơi. Đây. Từ trước đến giờ mới thấy chuột làm cái đường này. Ngã ba nữa mọi người. Đây. Làm chuột quá. Ui trời ơi nó bơi này mọi người ơi. Ui trời ơi ăn. Thơm nhỉ. Ôi giời như xe lu luôn. Ôi giời ơi. Đặt cái đây nữa. Đây mọi người. Vừa mới đặt xong mọi người. Đặt xong. Người thấy chưa? Mấy 15 cái bẫy thôi chứ mọi người. Thiếu. Chuột nhiều quá. Chuột nó ở đây luôn mọi người ơi. Chuột ở đây luôn này. Nó làm cái nhà nó ở đây này. Nó bơi này. Ừ làm chuột lắm. Nó bơi này. Ơi, bữa này lùa vẹn này. Bữa này lùa vẹn bữa này nó. Nhớ bằng dè toát lôm đây. Bây giờ cứ nuôi rồi đấy. Bập cơ. Ồ, mấy à. Mấy à. Ơi. Ơi, cái đường nó gươm quá. Ôi trời.
Đây, sang mai để kiểm tra thử nhé mọi người. Đây. Chuột nhiều quá. Đây trại mì của mình nhé mọi người. Đây trại mì của mình đấy. Đây. Ồ. Hả? Đây là đứa mình là được luồng là. Mì luồng đi. Đây. Đây này. Đây. Thì tìm ta bạn. Đọc tuyệt. Ba nữa. Xem bẫy chuột nhé. Ui, con chuột. Không trúng rồi. Không trúng mọi người. Đi xem cái khác. Ui trời ơi, trúng rồi mọi người ơi. Trúng rồi. Một con nè mọi người ơi. Đây. Một con nhé mọi người nhé. Trúng rồi. Đây mọi người ơi. Mới trúng sao chảy máu này. To quá. To đùng này. Cái chuối. Đây mọi người. To đùng luôn. Đây mọi người ơi. Đâu này nhỉ? Đây bê cái đây. Đâu ta? Đi cái đâu nhỉ? Đâu ta? Ui, cái này không trúng mọi người ơi. Cái này không trúng rồi nè. Cái này không trúng. Đâu nhỉ? Ui, cái này cũng không trúng luôn mọi người ơi. Để không trúng rồi, nó không ăn rồi. Đây là đâu nhỉ? Chuột nó bới mọi người. Bới vừa bới sáng nay sao. Đây mọi người bới này. Đây mọi người. Đây đúng rồi. Ui. Đây cũng trúng luôn. Đây mọi người ơi, đây. Đây. Ba con nha mọi người. Rồi. Trúng ba con nhé. Giữ lùi nhỉ. Đây. Thằng em kia bị chuột mọi người. Vậy. Ừ. Em chụp.
dụng đấy. Ôi chung luôn mọi người ơi, đây bẫy kìa, thấy chưa, nhiều quá, đầy tụi luôn mọi người ơi.